tình huống đi bóng sau tình huống dứt điểm cầu môn. Mất bóng, Trần Tấn Long dứt điểm được, không vào. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ. Tình huống cướp được bóng và tổ chức phản công đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này trong hiệp đầu. Mất bóng, 3-1, không vào. Ba cầu thủ áo vàng cùng áp sát, cầu thủ có khả năng để mà cạnh tranh. Như vậy là đã và không ai khác, người ghi bàn lại là Lâm Tấn Phát, chính là người đã lặng lẽ di chuyển ở vị trí cột 2. Nhật Trung. Tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ Saco và người ghi bàn đó là Phạm Văn Nguyên. Cú sút của Văn Nguyên, nhưng lần này thì anh đã có một pha dứt điểm, bóng đập đất qua tay của thủ môn Lê Hậu và không còn ai đứng chắn ở vị trí cột 2 nữa. Tấn Phát đường chuyền, không vào của thủ môn Mai Xuân Hiệp. Bóng hay của Tấn Đông, tình huống không chế bóng tốt của Tấn Phát. Dứt điểm được, sút vào. Tỷ số được rút ngắn có thể, nhưng cú chích đầu mũi giày của Trần Tấn Đông ở ngay trên vạch 6m vừa rồi là quá căng, quá hiểm, quá bất ngờ. Đây là trận đấu thứ hai lên một tình huống dứt điểm nữa từ Trần Tấn Đông. Và anh đã không ăn mừng.